Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món dưa chuột nộm rất là giòn và ngon nhé. Thì đầu tiên thì nguyên liệu để mình sử dụng cái món làm món dưa chuột này là thứ nhất là còn có dưa chuột này. Dưa chuột thì mình mua những cái dưa chuột này nó rất là giòn này. Hai nữa là cà rốt, tỏi, ớt cay, quả chanh và cái rau húng quế. Cái rau húng quế này thì mình rửa sạch cho nhé. Rửa sạch thì mình tất cả những nguyên liệu này mình đã rửa sạch rồi, nhưng mà trên rau húng quế thì mình cũng rửa sạch, nhưng mà mình chưa chưa ngắt những lá vội nhé. Khi nào mình bỏ vào để mình trộn mình nộm thì mình mới ngắt những cái lá vào để nó giữ cái tinh dầu của quế của mình. Nếu thế là lạc lạc mình cũng đã rang rang lên và mình đã giã nhỏ một tí, giã vừa vừa đó, cho đến giá. Cái giá này thì mình tự làm, nhà mình tự làm nên là đảm bảo an toàn và sạch sẽ đó. Nếu như các bạn đi mua thì các bạn phải ngâm muối, rửa sạch và ngâm muối sạch sẽ nhá. Còn nếu mình tự làm thì mình đảm bảo rồi, mình mình không phải lo nữa đó. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm các cái nguyên liệu của mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm dưa chuột nhé. Đây mình sẽ đi cắt dưa chuột. Mình sẽ cắt dưa chuột mình sẽ cắt hai đầu rồi nhé, bỏ hai đầu. Rồi chúng ta sẽ chẻ đôi ra. Chúng ta chẻ ra mỗi và chúng ta thái theo kiểu lát dài thế nhé. Đây nhé. Đó. Chúng ta thái vừa, cũng không thái dày quá mà cũng không thái mỏng quá. Mỏng quá thì chúng ta nộm thì nó sẽ bị nhão, còn nếu mà chúng ta dày thì nó sẽ không. Chúng ta cắt vừa miếng. Chúng ta cho vào cái thau. Chúng ta sơ chế sơ chuột xong rồi, chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sơ chế cái củ cà rốt này. Đối với củ cà rốt này thì các bạn có thể mua cái những cái nạo ngoài chợ mình về mình nạo những sợi sợi ạ thì nó tiện, nhưng mà mình đây hôm nay mình không có cái nạo thì mình sẽ sử dụng cái này. Sử dụng cái này mình nạo thành những cái lát mỏng như thế này nhá, sau đó mình sẽ thái mỏng ra. Đó, mình thái mình bây giờ mình thái nhá, thái mỏng ra. Đây các bạn, nếu mà nhà nào mà không có cái nạo sợi thì mình có thể sử dụng cái này. Đó, thì mình thế chắc như thế và mình chắt theo cái đường dài. Đó.
thì chúng ta cũng xành cái sợi nhé. Đó, chúng ta rất mỏng. Nếu mà dài quá thì chúng ta phải cắt lôi nhé. Nếu dài quá chúng ta cắt như thế này. Các bạn mua những cái nạo ngoài chợ nạo sợi thì nó đẹp mà nó tiện hơn nhé. Còn như mình hôm nay mình dùng cái này. Ta là nạo tiếp. Chúng ta sẽ sử dụng hòn lửa của cà chua thôi. Khi chúng ta đã chế xong cái cà chua với cái dưa chuột thì chúng ta sẽ cho tỏi vào. Và chúng ta sẽ cho ớt cay vào nhé, ớt cay. Chúng ta mà không ăn được cay nhiều chúng ta bỏ ít thôi nhé. Bỏ cay nhiều nó sẽ nhiều một số người không ăn được. Và mình cho một ít hạt tiêu vào cho nó thơm. Mình cho lạc vào được. Cho giá vào luôn. Cho một thìa đường vào. Mình ăn hạt nêm chay, mình cho một ít nước chay vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhặt những cái rau húng quế này vào nhé. Đó, bây giờ chúng ta mới nhặt rau nhé. Còn lúc nãy là chúng ta chưa nhặt đâu. Chúng ta nhặt những cái rau vào. Thì lúc bây giờ mình mới nhặt thì nó sẽ giữ được cái độ mùi cái tinh dầu của quế này hơn là chúng ta nhặt lúc chúng ta rửa đi á, thì nó sẽ mất cái mùi quế. Đây, bây giờ mình cho một thìa nước cốt chanh vào. Và bây giờ mình sẽ trộn đều kia lộn về. Đó. Cho nó độ trộn đều các cái thập cẩm rau và thịt.
Đối với gia vị thì tùy từng người nhá, mình phải nêm nếm thế nào ăn vừa miệng nhá. Người thích ăn cay nhiều, người thích ăn ngọt hơn một tí thì nhìn rất là ngon, mình nhìn nó đẹp mắt các bạn ạ. Cái món này làm rất là đơn giản, rất là nhanh, nên là các bạn ấy mùa hè mà trời nóng nóng mình nên làm những cái món nộm để cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Rồi bây giờ mình nêm nếm vừa, sau mình sẽ cho ra đĩa. Các bạn nhé, mình phải chảo cho trộn cho nó đều, cho nó ngấm gia vị. Đó là các bạn trộn đều và chả cứ đảo khi nào ngấm gia vị và cảm thấy ăn một miếng thử cảm thấy tăng ngon và nó vừa miệng thì chúng ta sẽ được có cái món nộm. Đây các bạn nhé, món dưa chuột nộm của mình đã xong nhá, rất là ngon nhá và đẹp mắt nhá. Các bạn có thể làm gia đình ăn vào mùa hè hoặc là có thể có khách mình làm những cái món này cũng rất là ngon đó. Chúc các bạn có cái món ăn rất là ngon nhá. Và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy cái video của mình rất là hay thì nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.